Chúng ta thăm một số các trường hợp thường gặp này. Trường hợp 1 là khi hai dao động cùng pha. Hai dao động cùng pha. Thế nào là hai dao động cùng pha? Tức là hai dao động mà có độ lệch pha của chúng là bằng nhau. Từ khi đó ta gọi delta phi bằng phi 2 trừ phi 1. Hoặc nhé, dùng hoặc chỗ này thầy biết là hoặc này. Hoặc là phi 1 trừ phi 2 nhé. À, nếu như nó bằng k là 2 pi, nó bằng một số nguyên là 2 pi, khi đó hai dao động được gọi là cùng pha. Thì khái niệm luôn, khi đó hai dao động được gọi là cùng pha. Thì các em để ý trong công thức tính biên độ dao động tổng hợp đây. Khi delta phi của ta bằng k2 pi thì cốt của k2 pi ta biết bằng 1 mà 1 cái chỗ này ta sẽ a bình bằng a 1 cộng a 2 tất cả bình. Khi đó ta có a bình phương sẽ bằng a 1 bình phương cộng với a 2 bình phương cộng với 2 lần a 1 a 2, và cái này chính là bằng a 1 hàng đẳng thức đây cộng với a 2 tất cả bình phương. Hay suy ra được biên độ dao động a thằng ngồi khi đó là bằng a 1 cộng a 2, và khi đó a của ta người ta gọi là mắc nhất. Khi đó biên độ dao động là trường hợp này là lớn nhất. Đồng thời giá trị phi pha ban đầu sẽ lấy bằng phi 1 bằng phi 2. Với thông thường các em sẽ gặp là gì nhỉ? Phi 1 với phi 2 là bằng nhau, tức là k này trong trường hợp bằng 0. Còn không có cái trường hợp mà phi 2 trừ phi 1 bằng 2 pi, hay là phi 2 trừ phi 1 bằng âm 2 pi cả. Đây, trường hợp thứ nhất là hai dao động cùng pha, thì khi đó biên độ dao động tổng hợp sẽ bằng tổng của các biên độ thành phần, và pha ban đầu của dao động tổng hợp sẽ lấy bằng các pha ban đầu tương ứng. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là hai dao động ngược pha. Hai dao động ngược pha, khi đó delta phi của ta bằng k 2k cộng 1 lần pi, ta lẻ pi 2k cộng 1 lần pi. Thì ta biết rằng cos của 2k cộng 1 lần pi, cos lẻ mà, thì sẽ bằng âm 1. Âm 1 ở chỗ này ta được sẽ được hàm đẳng thức của hiệu. Thế khi đó ta sẽ có a bình phương sẽ bằng a 1 bình cộng a 2 bình trừ đi 2 lần a 1 a 2. Thì cos bằng âm 1, và cái này của ta được chính là bằng a 1 trừ a 2 tất cả bình phương. Các em hãy căn đi thì sẽ được a bằng trị tuyệt đối của a 1 trừ a 2. A sẽ bằng trị tuyệt đối của a 1 a 2, tức là bằng a 1 trừ a 2 hoặc a 2 trừ a 1. Các em lại hình dung cái dao động vector như này. Thì giả dụ đây, đây là a 1 chẳng hạn, đây là a 1, đây là a 2 chẳng hạn, a 2 bé hơn. Thế thì khi đó tổng hợp các em sẽ được a đây sẽ lấy theo cái biên độ mà lớn hơn, biên độ lớn hơn. Vậy thì đây các em suy ra này, từ đây các em suy được a sẽ bằng a 1 trừ a 2 nếu như a 1 lớn a 2, và pha ban đầu phi sẽ bằng phi 1, phi sẽ bằng phi 1, tức là pha ban đầu đây sẽ lấy theo pha ban đầu của dao động mà có biên độ lớn hơn. Hoặc a sẽ bằng a 2 trừ a 1 ngược lại nếu như a 2 lớn hơn a 1, đồng thời pha ban đầu khi đó là phi sẽ nhận giá trị chính là bằng phi 2. Phi sẽ nhận giá trị bằng phi 2, tức là pha ban đầu trong trường hợp mà hai dao động ngược pha này sẽ lấy theo pha của dao động mà có biên độ lớn hơn, lấy theo pha của dao động có biên độ lớn hơn. Đấy là trường hợp thứ hai là hai dao động ngược.